Ngày xưa đi vào đoàn á thì ai cũng gọi mình là em, là con. Còn bây giờ ai cũng kêu mình là chị, là cô. Cảm giác nó cũng rất là... các bạn hiểu rồi đó. Sau 20 năm mình quay lại với lại diễn xuất, rất là nhiều cảm xúc, hồi hộp, mong đợi, rất là hào hứng. Kính Vạn Hoa là tuổi thơ, là thanh xuân của anh Đào, cũng là tuổi thơ của rất là nhiều thế hệ. Khi mà nhắc đến cái từ tuổi thơ, mình cảm thấy rất là nhiều cảm xúc luôn. Ở một nơi xa đi về á, mình cảm thấy rất là vui. Vì cuộc sống của mình ở bên đó khá là lặng lẽ. Khi mà mình về đây mình thấy rất rất là hạnh phúc. Vì có nhiều cái kỷ niệm, mặc dù chỉ có vài ngày được ở Việt Nam và làm việc với các bạn thôi, nhưng mà mình thấy như là một gia đình vậy đó. Giống như là bạn bè anh chị em gặp lại nhào vô. 1, 2, 3 người nha. Sau 20 năm, Kính Vạn Hoa trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới, phiên bản điện ảnh có cả hạnh lớn và hạnh nhỏ. Đây là một cái phần mà giống như là những cái ước mơ của mình. Mình cũng mong muốn một ngày nào đó mình cũng sẽ thực hiện một cái phiên bản Kính Vạn Hoa mà Long Quý Hạnh trưởng thành. Và cuối cùng thì tụi mình cũng thực hiện được cái ước mơ này. Và mình tin chắc là cũng có rất là nhiều quý khán giả mong đợi phiên bản này.